Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại cuộc hành trình đi tìm bí mật truyền thuyết về dòng họ rắn của đồng bào người Cơ Ho ở xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. Như quý vị và các bạn đã biết, trong chương trình trước, đoàn làm phim chúng tôi đã nhờ một số thanh niên và nhân vật chính của chương trình là người phụ nữ thuộc dòng họ rắn đưa đường để chúng tôi đến hang rắn năm xưa. Hành trình chúng tôi phải vượt qua nhiều đèo dốc, thác nước và trước mắt chúng tôi bây giờ là ngọn thác cao cần phải chinh phục để có thể đến được với hang rắn khổng lồ. Đến được thác nước, nơi bà con Cơ Ho Đông Tiến cho rằng ngọn thác cao nhất của khu vực mà mọi người có thể đến được. Ngọn thác đang vào mùa khô nên ít nước. Những dòng nước đổ xuống chỉ rỉ rả như những bức màn thiên nhiên, như đang dưỡng sức để mùa mưa có thể ào ạt như thiên binh từ trên trời xuống. Chúng tôi bắt đầu vượt qua con thác này. Tuy trong ngọn thác không cao lắm, nhưng vượt thác là vượt khoảng núi đá dốc đứng, trong khi mọi người hầu như đã thấm mệt nên vất vả vô cùng. Khoảng thời gian nghỉ dưỡng sức không đủ bù đắp năng lượng đã mất đi trước đó. Chúng tôi phải cột lại hành trang cho thật kỹ trước khi vượt thác. Đây là nơi nguy hiểm nhất từ đầu cuộc hành trình đến giờ. Dốc núi dựng đứng và trơn tuột. Toán thanh niên địa phương dẫn đường đi trước, rồi thòng dây xuống giúp chúng tôi có điểm tựa để vượt lên. Những bước chân dò dẫm, cẩn thận để đặt đúng những hốc đá, tránh bị hụt chân khỏi té ngã. Vượt khỏi khoảng núi đá lô nhô, chúng tôi đối mặt với một khoảng núi lộ thiên khó có thể bám víu. Có vẻ như ngọn núi thác này cấu tạo được chia làm hai phần. Phần núi đá ở nửa dưới và nửa trên là núi đất trơn tuột. Dốc núi thì cao, sườn núi lại ít cây to để bám vào. Đất thì trơn, chỉ cần sải chân thì có thể lao ngay xuống vực thác bên dưới. Phải cẩn thận lắm, chúng tôi ép mình sát mặt đất mà bò dần lên. Lên đến đỉnh thác là một vùng bằng phẳng, nhưng lập tức xuất hiện nhiều vật cản. Qua khỏi con dốc đứng, chúng tôi lạc vào một rừng tre. Lúc này, những cây mây rừng đã được phát hiện. Chúng tôi chặt để lấy đọt. Một lúc sau, chúng tôi phát hiện dấu tích của những con trâu rừng mà mọi người hay gọi là min. Đây là dấu chân của con min. Có lẽ nó vừa đi qua vùng này tối hôm qua. Theo bà con đi tuần rừng cho biết, rừng ở đây thường xuất hiện những chú min đi kiếm ăn. Có vẻ đây là dấu chân của hai chú min rừng. Mọi người nhận định đây là dấu chân của hai mẹ con họ nhà min. Trong khu rừng tre này, tập hợp nhiều loại động thực vật phong phú. Có lẽ quá quen thuộc với khu rừng mà người đàn bà mang dòng họ rắn nhanh chân kiếm tìm những chiếc lá rừng có thể nấu canh ăn ngay được. Lá bếp luôn là một món ăn ngon cho những người đi rừng. Nhưng chúng tôi lại là lần đầu tiên thấy. Thế này là đã đủ gia vị và thức ăn cho bữa trưa rồi. Chúng tôi tiếp tục theo con suối đi lên. Nhiều nơi cây to ngã vắt ngang qua suối, nhưng chúng không gây khó khăn lớn cho cả đoàn. Theo con suối, chúng tôi còn thu hoạch thêm những chú cua đá. Chắc là béo ngậy trong bữa ăn trưa nay. Những hốc đá, nơi trú ẩn của các chú cua bị lật lên, và trong đó ít ra cũng có vài chú trú ngụ. Trong những chiếc ống tre mục ngâm giữa lòng suối, thường là nơi trú ẩn an toàn của những chú cá lóc. Nhưng chú cá này đã không gặp may, và xem ra nơi trú ẩn của chú đã không được an toàn. Nó đã thêm không ít niềm hứng thú cho chuyến đi. Gần đến nơi, người phụ nữ có vẻ dè dặt ít nói hơn, bởi trong tâm thức của họ, nơi đây đã gắn bó với ông bà họ, là chốn linh thiêng nên cần phải tôn trọng. Núi hang rắn là núi này này, ngay chỗ đó luôn mà cũng khu núi này luôn à. Hôm nay là ở đây là nó linh, quá người ta mới ấy vậy. Hồi trước nha là có hai ông kia lên ở đây để rà cái thùng tiền của đó ông cố của gì nè. Bà nội. Chỗ là chỗ đó là đi lên rạm, đi lên tới đó
nó kéo mây mịt mù đen tối luôn, nó làm mưa tầm tạ vô đó, rốt cuộc về tới ở đây nó có mưa đâu có rà đường đâu. Nắng chang chang đi một lần, còn lần thứ hai đi nó đưa một con rắn bự nó nằm ngay nửa đường luôn, nó không cho vô vào cái đường đó, đưa rít nó chặn đường lại nó cho vô. Câu chuyện xoay quanh gia cảnh của dòng họ rắn về sau này. Qua câu chuyện chúng tôi được biết khu rừng này trước kia thuộc quyền cai quản của dòng họ người đàn bà này. Họ này ngày xưa rất giàu có và được xem như địa chủ của cả khu vực. Đến nơi đây, người đàn bà căn dặn chúng tôi rằng đây là nơi linh thiêng của núi rừng ông bà, nên đừng có nói những câu mang ý chê bai hay nói những việc không tốt. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến vách đá với những dòng thác nhỏ rì rào cùng đá núi suốt ngày đêm. Vậy là chúng tôi đã đến được bến nước của buôn làng người Cơ Ho ngày xưa. Nơi đây ghi nhận một cuộc đổi thay lớn lao của dòng họ nhân vật mà chúng tôi đang tìm hiểu. Những phiến đá xếp chồng lên nhau bên những cây cổ thụ hòa tiếng reo vui với dòng thác nhỏ, tạo nên một khung cảnh u tịch lạ thường nơi chốn rừng núi thanh nghiêm. Chúng tôi không biết nhiều về quy củ hay luật lệ của đồng bào trên đây khi đi núi, nên mọi việc thỏa mãn tâm linh được họ nhanh chóng thực hiện ngay sau đó. Những người thợ rừng luôn biết cách khấn cầu như thế này, mặc dù chẳng có ai chỉ bảo. Đó là lòng thành kính xuất phát từ tâm thức cầu an của con người. Người đàn ông cất tiếng thỉnh cầu cũng như thông báo với thần rừng, thần núi và ông bà họ sự có mặt của chúng tôi tại khu rừng này. Khói nhang vút lên giữa rừng núi thâm nghiêm tạo cho người ta cảm giác thật bí ẩn và nhỏ bé. Đây chính là cửa hang rắn thần theo truyền thuyết của dòng họ rắn. Ngày xưa hang rắn này rất to lớn, nhưng dần theo năm tháng nó đã bị thu hẹp lại do tác động của thời gian. Chính tại nơi này, đôi rắn thần ngày xưa đã rình mò để bắt những cô thiếu nữ Cơ Ho trong buôn làng phía dưới, nơi chúng tôi lúc nãy dừng chân để làm bữa ăn cho mình. Khi đôi rắn bị tiêu diệt, hang đá bỏ không và chẳng ai dám bén mảng đến nơi này trong một thời gian dài, có lẽ đã hơn 100 năm. Sau thủ tục thông báo với thần rừng, thần núi, chúng tôi được nghe lại câu chuyện cách đây đã hơn 100 năm của dòng họ người đàn bà này. Câu chuyện tuy chúng tôi đã được nghe kể, nhưng trong không gian núi rừng tĩnh lặng, bên bếp lửa bập bùng, nghe lại câu chuyện năm xưa và kiểm chứng nó tại hiện trường, chúng tôi bỗng cảm thấy rợn rợn, mường tượng thảm cảnh ngày xưa như lẫn quất quanh đây. Hồi đó thì con rắn nó ở đó, như cái làng ở đây, cái làng dòng họ của tôi ở đây, như là mỗi người đi tắm một ngày thì 20 người nó ăn hết 19 người, nó để lại một người về. Cho nên dòng họ của tôi mất vì ăn rắn, rắn nó ăn hết. Vì họ của tôi là tên là họ rắn. Rắn là tên dân tộc gọi gì? Không phải là dân tộc, mình là họ Ca đó. Họ Ca. Họ Ca, dân tộc là Ho á. Còn dòng họ của tôi là như là họ rắn vậy đó, phối đồng suối rắn luôn. Suối rắn luôn. Ngày xưa là buôn mình ở buôn xung quanh nè. Ở đây là dòng họ tôi ở đây nè. Cho nên cha mẹ bà cố và xưa tôi ở đây, cho nên còn một cái bà nó ăn hết rồi. Còn một cái bà là ở bờ, cho nên bà sống là tới ngày hôm nay có tụi tôi hôm nay. Mà làm sao mà bà sống được? Bà chạy, bà thấy hết rồi bà chạy. Bà thấy hết rồi cái bà chạy đi sống nơi khác, quê hương khác. Rồi bữa nay thì về ở đây thì mới biết đường này đi xuống trên lại ở đây. Hồi đó giờ chị lên đây được mấy lần rồi? Chị lên hàng ngày, chị lên ngày nào chị cũng lên hết á. Như một tháng một lần, một năm hay 2-3 lần vậy đó. Đi thăm quê hương mình lại, chứ không bỏ quê hương mình đâu. Cho nên bữa nay rồi sống dòng họ tôi là như vậy, hết dòng họ tôi vì con rắn này ăn nè. Rồi rốt cuộc rồi nó đi đâu? Nó bị người ta lấy mũi tên người ta bán, nó đi chết ở đâu, ở dưới biển á. Ăn hết người, một ông già đó, ông già tiền sao á, bắn nó. Rồi nó ăn người á, tội lỗi quá, người ta bị bắn nó. Rồi cái nó đi ở đâu, nó chết ở dưới đó đó, ở dưới biển á. Vậy là rốt cuộc xong dòng họ chỉ còn lại
một một hai gia đình à, tới hôm ngày hôm nay dòng họ tôi tiệc nồi tiệc giống tới hôm nay luôn. Nó không đông người được mà từ ngày cũng ráng ăn nó không đông người được. Cho nên dòng họ tôi tới ngày hôm nay là còn bao nhiêu đây à? Còn một hai gia đình chỉ có nhiêu đó. Nên rừng này là rừng ông bà tổ tiên, tuy bữa nay nhà nước nhưng mà hồi đó là ông bà tổ tiên rừng của tôi, rừng của dòng họ tôi á. Và là rừng ông bà mình ở đây luôn. Rừng ông bà mình ở đây luôn á. Chính gốc ông bà mình ở đây luôn á. Có lẽ đây là chốn thanh nghiêm trong tâm thức của người đàn bà dòng họ Rắn, nên họ dè dặt trong từng lời nói. Nếu chúng tôi không quá gạn hỏi thì chị cũng không kể được câu chuyện trên. Tuy vậy, lời kể vẫn không được rành mạch và thiếu nhiều chi tiết. Trong đó chi tiết quan trọng nhất mang đặc trưng của dòng họ Rắn, đó là dòng họ người đàn bà này trước đây không bao giờ dám ăn thịt rắn và măng trong khu rừng này. Có lý do để giải thích cho việc này, bởi truyền thuyết kể lại rằng khi già làng của người Cơ Ho dùng tên độc rình bắn đôi rắn khổng lồ, bị trúng tên do đau đớn vẫy vùng, hai con vật đã quẩy nát cả một vùng rừng núi, trong đó có buôn làng của dòng họ người Cơ Ho này. Một thời gian sau đó, không ai dám lên núi nữa, xác chết của dân làng không ai thu nhặt mai táng, đã bị những cây tre mới mọc xuyên qua. Do vậy, dòng họ này rất kỵ măng tre và rắn. Sau này họ lấy rắn làm tộc danh của mình, và dòng suối có bến nước năm nào cũng được gọi là suối rắn. Cả quả núi này được xem là núi ông bà của dòng họ, và con cháu các đời sau luôn có ý thức bảo vệ, không cho mọi người chặt phá. Nghe xong câu chuyện về đôi rắn khổng lồ và cách ứng xử của đồng bào với rừng, mới biết đồng bào các dân tộc thiểu số luôn biết quý rừng. Họ cố gắng chăm sóc bảo vệ, vì hơn ai hết, rừng chính là mái nhà, là nơi che chở và cung cấp cho họ nguồn lương thực thực phẩm quý giá. Thực hiện cuộc hành trình này, chúng tôi lần đầu tiên cũng nếm trải được những gia vị và các món ăn từ rừng. Mặt trời đã ngã dần về phương Tây. Lúc này, chúng tôi mới chuẩn bị bữa trưa với những thứ đã thu được trên quãng hành trình. Những chú cua đá, những chú cá lóc, vài đọt mây đắng và dăm nắm lá bét được nhồi vào ống tre. Đây là cách tiện lợi của những người đi rừng hay sử dụng. Không cần mang vật dụng cồng kềnh, lại có thể tạo ra món ăn dậy hương đậm đà sắc vị núi rừng. Một lớp cua, một lớp lá bét, mọi thứ đã rửa sạch và cho vào ống tre. Sau đó những ống tre này sẽ được đặt trên đống lửa để nướng. Trong khi chờ đợi bữa cơm, chúng tôi còn nghe được nhiều câu chuyện đường rừng về những trừng phạt của ông bà rừng đối với những người dám mạo phạm nơi chốn rừng thiêng nước độc. Bữa cơm trưa của đoàn người chỉ với cá khô, rau rừng, thế mà chúng tôi lại cảm thấy ngon lạ. Từng ống tre chứa đặc sản lá bếp, đọt mây, cua đá càng tăng thêm phần độc đáo cho bữa ăn. Nếu ai đã từng thưởng thức lá bếp nấu với đọt mây, cua đá trong ống tre thì chắc hẳn không thể nào quên mùi vị của món ăn này. Bây giờ mặt trời đã ngã về Tây. Hành trình đi về, chúng tôi phải qua một đoạn rừng khác, cũng vẫn luồn suối lách tre, con đường nguy hiểm đối với những ai không quen lối. Con đường này, theo lời kể của những người hiểu chuyện, chính là lối ngày xưa người đàn bà duy nhất trong dòng họ Rắn đã chạy thoát về dưới xuôi. Con đường tuy ngắn nhưng lại dốc vô cùng. Ra khỏi cánh rừng tre, chúng tôi đã đến được khoảng rừng thưa, di chuyển hơn 100 bước chân. Thung lũng Đông Tiến đã hiện ra trong tầm mắt, làm những khách bộ hành bất đắc dĩ phấn khởi vô cùng. Tuy nhiên, từ đây đến tận nơi mắt nhìn thấy cũng không mấy dễ dàng. Ai nấy đều có vẻ đã thoải mái và lấy lại tinh thần rất nhiều sau quãng đường dài mệt nhọc. Chỉ cần vượt qua vài ngọn núi nữa là chúng tôi có thể thảnh thơi về đến trung tâm xã Đông Tiến. Trải qua một ngày cực nhọc trong khu rừng ông bà ở Đông Tiến, tuy mệt nhưng được thử thách bản thân, được hiểu biết thêm về quy tắc ứng xử của đồng bào dân tộc thiểu số đối với rừng, cũng là một món quà tưởng thưởng xứng đáng cho những ai ham học hỏi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi hành trình tìm về hang rắn thần và khám phá câu chuyện xung quanh dòng họ rắn trong chương trình Văn hóa dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Chương trình do tổ chương trình tiếng dân tộc thiểu số thực hiện. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trong trang web bttv.org.vn. Thân mến, chào tạm biệt.